Làm gì đó? Em đang câu cá. Dính. Cá làm sao mà cũng cạn như này? Câu cá sẽ cạn nó dễ dính. Vậy nên lùi ra. Nhiều cá mà câu nó không có dính, nó khó dính lắm. Cái cạn nó khó dính. Ăn luôn cả lưới này. Đủ cá bụng lắm. Cần câu chuyện hết đây anh coi cần con. Câu chuyện nó dính cá rồi nha. Đấy. Mà sao? Hay là mình lấy cần này mình xuống hồ mình câu ta? Sao mình xuống hồ mình câu? Nếu không được đâu, cần đây em kiểu em câu mấy cái hồ của em đây không cát của em không mà. Không biết không có dính nhỉ? Ở đây vậy mà xuống hồ có cậu anh có mồi ngon lắm. Đảm bảo xuống câu có cá. Có cá thật không? Thật. Mà cá to mới chứ, to luôn con này không? Vì mày con này ăn thua gì? Phải mang bao đi được, mang vác chứ không câu bắt ba con này ăn thua gì? Mà có nhiều nhiều không? Nhiều, đảm bảo nhiều, nhớ. Đây, phải thế, đây. Đi. Mình câu này thì câu con cá như này nhá. Rồi, câu con cá như này đây. Rồi. Nhưng mà hôm nay mình thử mang cần câu này xuống dưới cái hồ. Xuống hồ dưới để mình câu xem có được cá. Cá thật không nhá, chứ không phải cá đồ chơi nữa. Đấy. Ồ, coi coi. Thấy giống cần câu thật đúng không? Ok. Thì để trước tiên mình đi câu cá thì mình phải cột lưỡi buộc dây cho nó đàng hoàng cụ thể đúng không? Yeah. Đi câu cá nhỉ? Chứ mày cầm cái xô là gì đấy? Cái xô này hả? Ừ. Anh nói cá to cá nhiều để cầm cho đỡ dây. Nó không cần đấy, không cần đựng xuống đấy là bắt được con nào vác về con đấy nhá. Chứ xô đấy còn đựng không hết đâu. Thôi cất đi. Ok. Chào tất cả các bạn thì hôm nay mình sẽ vlog sẽ dùng cái cần câu trẻ em, cần câu trẻ em để đi câu cá, xem thử có cá không nha anh em. Thấy lắp câu tình cảm tội quá. Tội. Đấy, phải xuống hồ bắt được cá lớn. Chứ không mang cần đi hẳn hoi như kia mà không câu được cá thôi chứ chết nhờ. Đấy, cầm hai bì đi. Một bì mồi cho cá, một bì mồi cho người nhá. Mồi đây, chẳng phải là đắt hơn cả mồi thì... Mồi xịn mà, đây, đây. Đấy, con người ta quăng rồi. Tối gì không mấy con cá đấy về phải lắc câu này. Hai biết không, vừa pha lại một chỗ đây là chơi kiểu cần câu cây. Ok đấy, cần câu xịn đàng hoàng nhưng phải cần câu chất luôn nha anh em. Bóc mồi, bóc mồi ra, bóc mồi có mồi đắt. Anh câu cho coi này. Một cục cá nha anh em. Một cục cá hai lưỡi. Ok nha. Thôi thôi thôi. Ai. Ủa thịt mẹ cho nó có chim. Mồi bay mẹ rồi. Tốt bay cũng mua luôn. Chim cái lưỡi còn có hơi thằng bọn. Cái này nó không có chai. Bà xuống nước nó nở đấy. Ăn nhiều, ăn nhiều. Lấy cục mồi lên ăn còn cướp. Ok. Mình làm cục mồi cho nó xịn này. Vậy. Coi cho nó dính kìa. Rồi, coi. Mẹ, cá hả?
Chết, 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 kéo. Không cần, không cần lộ. Cắt tóc, cắt tóc. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Oh my god, nhanh lên. Yeah. Nhanh lên, nhanh lên. Mẹ, cá bự rồi. Ui, ui, nhanh, 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 nhanh. Nhanh, 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 nhanh. Thành câu dồn quá. Đâu? Đâu? Đây. Nghe không? Cá cá chạy mất. Ây da. Quên lên, quên lên, quên lên, con cá chạy mất. Không cần, không cần. Quá quá cá đâu tiêu hả? Cạch mẹ rồi. Đưa đưa anh nhá, đưa nha. Lắc 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 lắc. Cá to, cá to, to, cá to. Chụp 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 chụp. Ui. Ôi, cá to nha. Thấy chưa? Thấy cá siêu to quá chưa? Cá to thật luôn á. Ui, to nha. Thấy rồi. Mẹ mà anh chưa có cá nhiều. Nhiều mà mẹ, nhiều quá mình câu chưa dính. Đúng dính một con một thôi. Đâu ráng ráng, từ giờ đến tối đằng nào cũng có một con. Sao? Ê, 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 dính đây, dính đây, dính, 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 dính. Dính. Mẹ quay đường đấy, quay, quay vô nhanh, rẹt, rẹt. Mẹ, phô, nhớ, nhớ. Cảm ơn, cảm ơn. Kéo ra cứt á. Ôi dù, nặng dữ. Có cần phụ không, có cần em phụ không? Không cần không? Ui, cá to nha. Mẹ, bị nữa rồi. Ôi, cá lên tới mặt nước, cá, cá to. Cá liền đấy. Ok, đấy, đây là con cá siêu to nha anh em. Siêu to khổng lồ. Đúng rồi, phải siêu to khổng lồ. Nhưng mà cá đây chắc cũng phải 3-4 nồi cánh chưng đây. 3-4 nồi cánh chua chứ. 3-4 nồi cánh chua. Anh em thấy cần câu xịt không? Anh em nào có cần cứ mang cần đấy theo nha. Đảm bảo dính cá to, ok. Thôi giờ điện thoại nó cũng hết pin rồi. Anh em mình câu thêm vài con nữa về nấu nồi cháo cá siêu to. Ừ. Rồi, cảm ơn các bạn.